Xin chào cả nhà, khá hiếm để chúng ta có thể chiêm ngưỡng được một chiếc này radio để bàn sản xuất năm 1952-1953, nhỏ xinh thế và sử dụng âm ly 4 đèn nha các bạn. Chiếc này có nguồn gốc là từ Thụy Sĩ, chỉ chơi một kênh AM thôi, nhưng mà vỏ của nó là loại vỏ fit rất là đẹp, gần như là không tì vết, xuất sắc hoàn hảo luôn nhé. Âm thanh cũng rất là tốt, chiếc này rất là đẹp, đẹp từ phần ngoại hình này, từ phần màn lo này, cái phần các cái nút nhấn này, cái kết cấu rất là đơn giản thôi, rất là nhỏ xinh, gọn. Rất nhiều so với Berrettini hạng 10 thế nhỏ giới. Vậy chứ, nhỏ vậy chứ kêu to lắm. Mình mở full lên thì giờ 20 phút thì em ngậm ngùi chấp nhận thua tay vợt Ý với tỷ số là 2-6, 4-6. Ở trận đánh đơn trước đó, Denis Novak đánh bại Fabio Fognini 6-3, 6-2, nên tuyển Áo đã sang hòa với Ý 1-1 sau 2 trận đơn. Trận đánh đôi ngay sau đó, cặp Dominic Thiem. Chiếc này đẹp xuất sắc. Xin mời các bạn giao lưu qua số liên hệ của mình 098 595 6666.